Rồi đó. Mưa đã dột chưa cô? Dột vậy lá. Ra đỏ đó nhìn đi kìa. Không dột tôi cùi. Đây là chảy luôn những vật dột nữa nghe. Đẹp quá à. Ai cũng khen đẹp chứ anh. Trời ơi. Chú cha ơi. Các bạn thân mến, ở những tập trước, Hưng đã giới thiệu với các bạn về trường hợp của bạn Tuấn, người đã có một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Gần 20 năm trôi qua, vì một phút lỡ lầm mà bạn đã nợ mẹ mình một lời xin lỗi, nợ mẹ một cuộc sống giản dị đầm ấm như mọi gia đình bình thường khác. Câu chuyện của chàng trai đó vẫn khiến Hưng bận lòng dây dứt suốt thời gian qua. Hưng đã có một ý tưởng khác lạ để thay đổi cuộc đời của chàng trai này. Tới khi mà quay về Sài Gòn để tới thăm thì cái nhà của bạn đó thì chỉ là để muốn cho bạn, mẹ bạn ấy thấy rằng nghe được cái lời xin lỗi thôi. Không có ngờ là bước vô một cái nơi nó quá sức là... Hưng không dám gọi đó là ngôi nhà. Vì là sao? Người ta đi coi đó, hai bên vách là nhà của người ta, người khác. Là mình chỉ chống những cây tre lên rồi mình lập cái mái tôn lên mình ở. Rồi mưa nó dột nó làm các kiểu. Hưng là cái người đã từng đi lên từ cái nghèo đó, sống kiểu nào cũng được hết trơn á. Mà nhìn cái chỗ như vậy nó gọi vào là cái sảnh nhà. Hưng còn nghĩ rằng là nếu như vậy tháng 5 mà Tuấn về, mà về thấy được một cái nhà hoàn toàn khác hoàn toàn mà trước đây cậu từng ở, thì nó sẽ như nào ta? Nó sẽ vỡ òa bùng nổ. Thì đó là cái cách chơi mà Hưng thích nhất à. Cho nên là Hưng quyết định làm lại cái ngôi nhà này cho nó thật là mới luôn, cho nó mới hoàn toàn 100% đó. Thì nó sẽ mang lại bất ngờ, nó sẽ mang giá trị lâu dài hơn là cho một tạ gạo hay là đường mắm muối hoặc số tiền họ dùng hết thôi. Đó, đi vô đây. Rồi, vô đây. Chào cô. Chào cô. Rồi, vô đây. Đó là nhà của mẹ bạn Tuấn. Đó, cùng với đại diện của công ty kiến trúc nội thất Ram 07. Đó, thì đó, bây giờ con quan sát đi nhé. Dạ, vâng. Em quan sát em coi tất cả những cái gì có thể làm được. Dạ. Đó. Và có thể biến cái nơi này thành một cái gì đó khác hẳn. Cô yên tâm nghe. Ủa Tuấn đâu? Tuấn đi làm rồi. Tuấn đâu? Khu vực cũng đang giới thiệu đi làm rồi. Nghỉ đâu dám nghỉ đâu. Xin nghỉ nó cho nghỉ. À người ta không cho nghỉ hả? Nói là bây giờ cái khu vực đó đó là mới tuyển được Ngọc Tuấn làm thôi. Mà nếu nghỉ rồi đâu có ai làm. À làm bảo Tuấn làm gì ta? Làm bảo vệ. Wow. Vẫn, cô vẫn bán vé số. Và Tuấn vẫn đi làm. Trời, hai thu nhập là ngon quá luôn á. Nhưng mà nghèo cũng vẫn nghèo. Chưa chắc đâu nha, chưa biết được đâu nha. Ok, rồi bây giờ nè, vô mình khảo sát xíu lại nha. Bếp đã lắm nha mọi người. Đó. Ví dụ như là mẹ ở dưới này đi, cho Tuấn ở trên đó. Dạ đúng. Không? Là hay nhất. Được rồi, giờ quá đủ rồi. Rồi đó. Mưa đã dột chưa cô? Dột vậy lá. Ra đỏ đó nhìn đi kìa. Không dột tôi cùi. Nên là chảy luôn những vật dột nữa nghe. Xin phép giờ cho làm cái bàn mới, bàn thờ mới. Nha. Tất cả mọi thứ luôn ông bà nha. Phù hộ cho Tuấn, phù hộ cho mẹ Tuấn. Tất cả mọi thứ sẽ thành một cái gì đó không nói trước được. Để từ. Hãy đợi đấy nha. Tiền xây nhà này ai lo, ai chịu, chi phí ở đâu ra. Thường một trong một năm sẽ có một cái khoản mà mình đi hát mình để dành ra đó, để mình làm giúp đỡ những cái gì mà khó khăn cuối năm mình làm từ thiện nè. Rồi ví dụ sơn đi, thì Hưng có sơn xin của hãng Sơn Info đó, họ cho sơn nè. Hưng có một nhóm em trẻ thì cũng nghe được cái chuyện này đó, thì họ mới qua một người khác nữa. Đó là tụi em rất muốn làm với anh, em muốn làm từ thiện, muốn giúp đỡ, chứ không có phải là đặt điều kiện, đặt vấn đề gì hết. Và em sẽ cho hết tất cả mọi vật liệu xây dựng luôn. Và cũng chưa bao giờ đặt cái vấn đề là em phải được nêu tên ra nha anh nha. Đó là những người thực sự họ làm công tác từ thiện từ tâm. Thì bên cạnh đó thì
một số như các mạnh thường quân, như các fan của Hưng đó, cũng có người 3 triệu, 2 triệu, 5 triệu họ cho, gom lại một số cũng cuối cùng đã xây được cái nhà cho cô và em Tuấn. Tâm tư nguyện vọng của anh Hưng là muốn cái công trình này được xây rất là nhanh chóng cho cô và chất lượng, cho nên mình trực tiếp ở đây. Mình sẽ cố gắng là đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của anh Hưng. Để anh Hưng công trình này khi nào xong, anh Hưng sẽ đến sẽ rất là bất ngờ. Mình rất là mong là vậy. Có rất là nhiều cái khó khăn đó, thì ngay cái thời điểm mà dịch đó, rồi sau dịch phải hạn chế với làm, nói chung là cái hẻm thì nhỏ mà đưa người phụ liệu vào để mà xây hay đổ hay là ơi rồi áp lực của hàng xóm nữa, cái sân nhỏ xíu người ta đi ra đi vô xe cộ khó khăn kinh khủng luôn. Chốt lại thì cái chi phí thì nó không còn là quan trọng nữa. Mà cái quan trọng là gì? Mình hình dung được cái cảnh người ta không còn chạy mưa nữa, mưa không dột nữa, có một tổ ấm, một người già 70-80 tuổi có thể ngủ yên một giấc ngon lành dù là trời bên trong ngoài trời mưa. Đó. Thì cái cảm giác nó đã lắm. Khi nào quý vị làm từ thiện rồi, quý vị sẽ cảm nhận được những cái hạnh phúc đó. Tôi nói thiệt với anh này là tôi không biết chúng chống, tôi lâu quá gì đâu con rồi tôi biết chúng. Mà chạy chúng vô nhà tôi xỉn sốt luôn, tôi không biết ai luôn. Cái chú nói là chú tên là Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Ở nhà đâu chú quăng cái quá hớp mơ quá mừng không biết nói gì chú luôn. Con Dương được, ý là cô người ta chú Hưng giúp đỡ nhiều quá. Rồi mình thấy mình cũng sốt ruột, tiền bạc của người ta mà con cũng thấy sốt ruột lắm. Nói trời, gia đình mình nó có lo cho mình được vậy không ta, mà chú Hưng cho chú Hưng giúp đỡ quá nhiều đi. Cảm ơn chú Hưng thật nhiều luôn. Wow. Trời ơi. Là chú Hưng mở liền. Tới bây giờ ngày hôm nay Hưng mới lần đầu tiên quay trở lại đây đó nha. Mới thấy bên ngoài cũng đã hú hồn rồi. Hú hồn, đẹp quá à. Ai cũng khen đẹp chứ Hưng. Trời ơi. Chú cha ơi. Nó khác biệt dễ sợ luôn á. Vô đi cô. Trời ơi, nhà cô mà. Nó xảy quá ha. Trời ơi nè. Chơi khăn màu cũng xịn nữa, đẹp quá vậy. Vậy là xong rồi đó. Trời ơi, giờ tâm nguyện của con làm đã xong. Ôi trời, có cái gác luôn nè, sướng chưa? Rất là rộng luôn. Cuối cùng là cô ngủ ở đây hả? Là Tuấn ngủ trên hay sao? Ngủ kia. Trời ơi. Thấy mừng trong bụng quá. Mừng trong bụng thôi hả? Không mừng ra mặt luôn hả? Nè, nó không còn mình cái gì là mình là cũ kỹ hết chú. Yes. Cái gì cũng mới hết. Vệ sinh sạch sẽ rồi sàn nhà tất cả mọi thứ mình có thể nằm lăn ra một cách rất là dễ dàng đúng không cô? Không phải như lúc trước mình rất là phải dè chừng. Dạ. Yeah. Trời ơi, cảm ơn mấy bạn trẻ của công ty Ram 07 Design Studio nha. Trời ơi, bếp núc đây ha, sướng quá luôn á. Chú cha ơi. Ô trời ơi, đèn ngon vậy đó hả? Chơi đèn trời vậy đó. Dạ, đèn trời luôn, tiết kiệm điện. Ồ, hay không? Dạ. Mình sẽ giảm được tiền điện, tiền nước luôn. Dạ. Trời ơi, ghê vậy ta. Dạ. Hưng làm cái nhà này cùng với ekip để tặng cho cô mà Hưng đang cảm giác giống như là sung sướng trong ngôi nhà mình thiệt luôn vậy đó. À, bên em nhìn dự án này đó thì nhà cô hiện tại là cái công năng nó đang rối tung luôn. Hiện giờ là anh Tuấn và cô đang không có chỗ để chia sẻ nhau chỗ ngủ. Thì em mới
nghĩ là bây giờ mình sẽ gửi anh Tuấn lên gác. Anh Tuấn có sức khỏe, anh Tuấn lên gác. Nhưng mà cái gác nó hơi thấp, hôm ra em phải xây cái tường cao lên. À, phải xây thêm nữa hả? Đúng rồi, em đập hết mấy cái tường cũ hết luôn. Có như là nhà này không giữ lại cái xác của tường cũ hết. Không còn cái gì hết. Không còn lại cái gì hết. Em đập này đó, em sẽ có một cái phần rèm cho cô. Để cô có một cái không gian riêng cho cô. À, rèm đấy hả? Ghê nhỉ. Giống như là một cái phòng riêng của cô. Đó, cô nghĩ sao cô? Vui mừng, cảm ơn mấy chú. Nhất là chú Đàm Vĩnh Hưng. Thôi không phải mình con đâu. Với lại cái chú ở bên xây dựng nữa. Dạ. Với cái mấy em thì coi như cũng tạo cho cô một cái nhà lành lặn ấm cúng như thế này. Dạ. Thì cô rất mang ơn. Không biết làm sao mà để tả nổi hết trơn. Đó, con thấy là không sợ mưa nữa rồi ha. Mấy ngày nay mưa lớn kinh khủng con thấy không? Nhưng mà là có cái này xong mình yên tâm im hoàn toàn. Im ấm hết rồi chú ơi. Cô nằm cô ngủ trong mưa đó, cô nằm ngủ cô đưa mặt lên nè để thưởng thức cái giọt mưa nó xuống cái nóc của nó như thế nào. Trời ơi, sao tự nhiên cô cảm giác sao cô dị ứng quá. Giờ vô nằm ngủ xong mà thấy nó êm ả quá, sao thấy mưa nó róc rách nhưng mà nó không có tạt như là xưa nữa. Giờ bữa nay là cái ngày vui là mấy chú tới chia sẻ với cô, thì bây giờ sẵn lòng đây cô mời mấy chú một chút cùm chai. Dạ. Trời ơi. Được không? Không? Dạ. Được. Được mà, được. Mừng quá, được hơn. Ngồi ăn một bữa cơm với cô nó rất là đàng hoàng luôn. Nó đúng nghĩa một ngôi nhà thật sự đó. Có nghĩa là người ta có thể ngồi ăn một chén cơm trong gia đình êm ấm, mặc dù có thể đồ chay, đồ nghèo, đồ gì cũng được hết trơn. Đó, nhưng mà đúng một cái bàn ăn thật sự, đúng một cái ngôi trong một ngôi nhà thật sự luôn, chứ không phải là dùng mái tôn che lên là mượn hai cái vách hai bên. Cái điều đó nó cho cái cảm giác nó rất là đã lắm. Cảm ơn mấy chú thật sự luôn á, thiệt mừng quá trời mừng luôn à. Còn những cô vui nhìn được. À, cái cười hoài nhìn nhà cười hoài. Tại nãy nói với cô ngủ cô đừng cười nha. Có Tuấn người vui quá hả? Là nó không chào nghỉ, năm chào tỉnh nghỉ. Sáng Tuấn mới về đó, nhưng mà hỏi chừng nào anh Hưng chú mẹ. Nói nghe nói 11 giờ đó con, thôi để con đi. Nhưng mà tội nghiệp. Mẹ, để nước điện con trả cho mẹ. Tiền thuốc mẹ tháng 1 triệu rồi con trả mẹ đi lấy thuốc. À, nó cũng được. Nói chứ nhiều lúc nó cũng muốn nói chuyện với chú Hưng mà nó không cho nghỉ làm sao mà nói được. Dạ, không nói, sao thôi để mình mẹ cảm ơn chú Hưng cũng được mà. Mẹ nói với chú Hưng cũng được. Nói thôi mẹ nói chú Hưng rồi mẹ cảm ơn rồi mấy chú về nhà đi. Mẹ không, cái chú nó trẻ lắm đó. Trẻ lắm, không có già đâu, kêu một chú mày. Không có sao, trời ơi. Thật ra tụi con làm cái này cũng không bao giờ nghĩ tới người ta phải cảm ơn hay mang ơn. Không có. Chỉ cần thấy được cái nụ cười là cái ánh mắt mà nó rõ ràng hạnh phúc thiệt sự luôn á. Thấy không? Là cái cảm giác đó chỉ có những người mà làm ra cái việc này nó mới cảm nhận được. Mừng lại giúp cho ta. Dạ, mới hưởng được cái cảm giác đó sướng như thế nào. Thôi chứ còn mà cũng không phải trông chờ. Mừng thiệt á chú ơi, mừng thiệt chứ. Có thể những cái ý kiến là nào, tại sao đem đi tiền, đem giúp cho một cái người có tiền án tiền sự gây ra những cái lỗi lầm như vậy mà không giúp những người khác. Hãy luôn nhớ rằng là, đặc biệt là người Việt Nam của mình, có một cái sự rộng lượng, bao dung đó. Khi mà người ta quay đầu hối cải, không lẽ mình dí người ta chết xuống sình hay sao, đúng không? Khi người ta đã có những sự ăn năn và trả giá rất là nặng suốt cả một cái tuổi thanh xuân 20 năm trời chôn vùi ở trong nhà giam đó. Nó quá đủ để mà người ta có thể nhận ra những điều gì giá trị trong cuộc sống này. Không lẽ bây giờ mình ném cho người ta thêm một cái nhìn khinh khi nữa. Mày coi thường tao hả? Tao làm tiếp cho mày coi, đúng không? Tao sẽ đi quậy tiếp nữa. Tại mày không cho tao cái vòng tay mà, đúng không? Chính cái cách mà đối nhân xử thế, lấy đức báo oán đó, là cái cách mà nó có từ muôn đời nay và qua nhiều thời đại nào cũng có, thì nó sẽ thu phục được lòng người ta nhanh hơn, cảm hóa một con người thêm một lần nữa, để tiêm vào trong trái tim của bạn đó thêm một cái mũi nhân từ, một cái mũi bao dung rộng lượng. Thì Hưng sẽ chọn vào tối nay.
Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai Hưng xuống ở đây. Hello. Để bắt đầu chính thức là đây, lễ khởi công xây dựng nhà tình thương. Yeah. Nha, làm lại cái này này thành thế này. Đá, cát, xi măng này đều chuẩn bị sẵn rồi đó. Hôm bữa là xuống khảo sát rồi, ngày hôm nay là xuống khởi công luôn. Cùng với lại một đơn vị thi công cho mình, đơn vị của Hưng Thịnh, của Nhôm Sinh Pha. Xuống tới nơi là đầy đủ hết trơn luôn. Có đồ cúng, rồi có gạch đá đổ sẵn hết trơn rồi, mấy em nó rất là chu đáo, chu toàn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là do ông chủ này chọn ngày luôn nha. Ông chủ này là đứng mũi chịu sào ở đây giùm Hưng, rất là may mắn luôn. Lúc đầu Hưng định bưng cả một cái ekip từ Sài Gòn xuống, cuối cùng là do bà con ở đây nè chụp hình xong quay clip đưa lên lúc mà Hưng đi xuống đó, thế là em tự chủ động liên hệ trên fanpage. Chàng trai trẻ rất là tốt bụng, không phải làm việc này không đâu, làm nhiều lắm rồi đó. Nâng cái này nó rất là nhiều tiền, nâng cao dữ lắm, phải dùng nhiều cách khác nhau, từ các gạch mua bên ngoài rồi cộng với đất dưới sông móc lên nữa. Thứ thì anh cảm ơn em thiệt nhiều nha. Cái team rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh em ekip nữa. Anh rất là vui, hạnh phúc lắm luôn khi có tụi em hỗ trợ. Không tính toán như thế này, tại vì chú ở có một mình thôi, mà đất thì quá dài nhưng mà nó hơi hẹp, thì mình chừa lại 15m. Ngoài cái lộ giới xong mình chừa lại thêm nữa 15m. Để làm gì? Nếu như mà có ai muốn mua thì mình bán cái phần đó, chú bán phần đó, để chú có một cái số tiền chú dưỡng già. Còn nếu mà không mua được nữa, chú cũng có chỗ để sau này chú cho thuê để mở quán cà phê hay gì để bán. Mà không thuê được thì mình chú tự bán luôn, hoặc là cô dân có về đó thì cô cũng có một cơ sở, có nơi để làm ăn, mở quán, mở xá, bán hàng ăn, hủ tiếu, cơm tấm hay cái gì cũng được. Tại vì cái nền nhà chú bị sụp xuống rất là sâu, khi mà tính ra như vậy đó, là nó sẽ đội lên thêm tiền nữa chứ phải không đâu. Nhưng mà vẫn phải tính đã một lần làm cho xong luôn cho rồi. May quá là tính được chỗ để chú ở luôn, không phải thuê nhà hay là ở nhà người khác, là cố gắng trong nhanh nhất. Vì rằng là chú ở một mình thôi, xây nền thì chắc chắn là tường là làm nhà tiền chế là nhanh nhất cho nó kịp mùa mưa, chứ không thôi mà xây lên là trời ơi tùm lum tà la. Tại vì xây lên là sẽ chắc chắn là sẽ thấm và sẽ nứt, thời gian nào cũng vậy hết. Còn nhà tiền chế làm khung sắt và lót nhôm, tức là rất nhiều cái nhà đẹp mà nó vừa cái khả năng của Hưng, và có bạn bè của Hưng đi cùng nữa, cho nên là cái đó là cách nhanh nhất luôn cho chú luôn, thuận tiện vô cùng. Các bạn xây dựng bên này sẽ quay hình, chụp hình tiến độ mỗi ngày, làm cái gì ra sao mới gửi cho Hưng hết. Khi nào gần xong á, bắt đầu Hưng sẽ xuống, và khi hoàn thành Hưng xuống một lần nữa để mà bàn giao nhà cho chú đó, và sẽ quay clip để gửi vô cho dân, đi vô thăm dân cho nó coi đó. Mình hứa với em nó cái gì thì mình làm cho đúng như vậy. Hưng dự kiến này là lâu nhất là 1 tháng, còn nhanh nhất là 20 ngày là sẽ xong cái toàn bộ cái ngôi nhà này. Hy vọng là sẽ đúng vậy trước mùa mưa. Người đàn bà dễ thương của con qua đây. Ở đây cô Nguyệt. Đây nha. Trời ơi, bây giờ biết mặt luôn đó. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh lên đó, có cái gì nè. Là ba năm mộ của anh á, cũng lên đây thăm em thường lắm. Vậy luôn hả? Gì ở ngoài Bình Chánh đó, gì đó là ba năm mộ của anh. Vậy tên là Nguyệt mà 6 mấy tuổi rồi. Lên chủ động kiếm thăm em hả? Đi xuống nhà kiếm ba em rồi đăng ký tên vô sổ lên đây thăm em. Fan của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà là coi cái clip đi thăm trên tù đó, xong rồi cái dìa tự động đi mò xuống đây, phải mượn sổ của ba thì mới được đi vô trong đó đăng ký thăm nuôi. Và 4 năm liên tiếp luôn, kể cả dịch rồi chăm sóc gửi tiền. Cái này là con á chứ ta có gì đâu. Con làm cái clip này sao cảm nhận có người đi thăm. Dạ chắc vậy à. Thì đó là cái cách lan tỏa. Cảm ơn cô thật là nhiều chứ. Cảm ơn con. À mình đúng. Bệnh nhà thương, nằm nhà thương nữa. Chết năm ngoái rồi nè, mà sống lại nè. Nhà thương kêu đem về làm đám ma chứ con tưởng. Trời ơi, may mắn quá, lạy Chúa, cảm ơn trời Phật. Đó chắc là ơn phước cô đã làm đó, cuối cùng là cô đã qua căn bệnh luôn. Hồi trước đây, căn nhà cũ này là tôi làm ở là từ năm 95. Vợ thì bị tai nạn giao thông, rồi con thì này kia, thì cho nên là qua nhiều cái biến cố khó khăn, căn nhà nó bị
bột ngọt là nó hư hết. Rất là may mắn là gọi duyên là gặp được Đàm Vĩnh Hưng. Tôi rất là vui mừng, không còn cái cảnh mà mưa tạt gió lùa này nè, dột cũng như là mua gỗ rồi cắt lên nhà tạm lại đây. Không có nghĩ được là đến mà làm cái nhà đàng hoàng. Lần nữa Hưng muốn cảm ơn đến tất cả những người quan tâm. Cửa nhôm Sinh Pha Hưng Thịnh ở tại Vĩnh Hưng đã hỗ trợ Hưng rất nhiều luôn, kể cả nhân công nè, rồi tặng cửa nè, cái khung sườn, rồi tất cả mọi thứ khác là Hưng phải lo. Đổ nền, đổ đất này Hưng phải lo, tất cả lo hết. Một số người anh em, bạn bè của Tiến có cho tủ gạch băng rê nè, cho giường, cho này cho kia. Thì có được cái gì hay cái đó, còn phần lại là của Hưng. Và Hưng có những người bạn đồng hành với mình nữa. Và Hưng rất cảm ơn những người bạn đó đã tin tưởng theo Hưng. Lúc đầu là Hưng dùng bằng tiền của Hưng đi không á. Chắc chắn 100% là tiền hát của Hưng thôi. Hưng trích từ cái tiền live show của mình, live show sắp sửa làm nè. Là Hưng 100% Hưng lúc đầu chưa nghĩ là sẽ cậy nhờ ai cả. Mọi người nếu mà có ủng hộ nha, cách ủng hộ duy nhất là chỉ đi xem show của Hưng thôi. Là Hưng tự có cái nguồn thu nhập đó rồi đó. Hưng sẽ trích ra à, chứ không có làm phiền mọi người, chứ không có kêu gọi ai đóng góp gì, không có nha, tuyệt đối không có. Những người bạn chí thân chí cốt với Hưng, anh em ruột rà đó, là chơi với Hưng, hiểu Hưng thì rất muốn đồng hành, họ cũng muốn tạo phước cho con họ, thì mình cũng không có cản cái phước đó được đó. Mình phải chia sẻ bớt ra. Hưng cũng chọn lọc kỹ luôn, không có nhận nhiều đó, cũng không cái này không quá ghê gớm, không phải lên tới tiền tỷ gì mà phải làm như vậy. Trong khả năng Hưng có thể làm được, trích từ trong cái show hát của mình ra, live show Ngày Thắp Sao Trời. Hưng sẽ thắp sao trời lên trên nhà của chú Quang trong một tháng nữa.